Ryuzaki khủng long là một nhân vật xuất hiện rất sớm trong Yu-Gi-Oh! Phần Duel Monster và trở thành bài thủ chuyên nghiệp trước cả Yugi Muto. Anh vào được tới chung kết giải đấu vô địch Nhật Bản, trở thành á quân của giải đấu. Danh tiếng lẫy lừng là vậy, nhưng tính ra suốt phần Duel Monster nhân vật này chưa từng thắng một trận nào. Trước đó, nhân vật này thua Haga Côn Trùng, mất chức vô địch. Trong phần Duelist Kingdom thì thua Mai Valentine, mất phòng ngủ riêng, thua Zonochi, mất rồng đen mắt đỏ. Trong phần Battle City thì thua Esparoba, mất tư cách tham gia Battle City. Trong phần Waking the Dragon, thua nhân vật Gurimo, mất linh hồn nhưng được Yugi cứu. Thua Yonochi lần nữa, mất linh hồn thêm một lần nữa. Trong giải đấu Kaiba Cup Grand Championship, hợp tác với Haga Côn Trùng nhưng lại để thua Zigfy von Clouder, bị tống cổ về nước. Trong Yu-Gi-Oh! The Movie thời Toei, Ryuzaki khủng long từng bại dưới tay Kaiba Seto. Có thể nói, trong Yu-Gi-Oh! Ryuzaki khủng long là một viên gạch lát đường chất lượng cao.